những người chủ động và đôi khi bị mất chủ động. Tại vì một, ở cái bước thứ hai này này, đó là gì ạ? Mình chỉ nên tập trung vào những thứ gì mình kiểm soát được. Còn những cái gì không kiểm soát được, đừng tập trung vào nó nữa. Ngớ ngẩn nhất là gì ạ? Bạn đi tập trung vào những thứ mà bạn không kiểm soát được. Đấy, bạn không kiểm soát. Ví dụ chúng ta tổ chức một sự kiện, chúng ta kiểm soát được gì ạ? Kiểm soát được cái số lượng, chúng ta kiểm soát được chi phí, nhưng chúng ta không thể kiểm soát được thời tiết. Khi chúng ta không kiểm soát được thời tiết thì đừng tập trung vào cái việc kiểm soát đấy nữa. Hoặc là việc đó đã xảy ra rồi thì chúng ta đừng có vật lộn với những cái đau đớn, với những đau khổ đấy nữa. Quá khứ đã diễn ra rồi, đừng có trách mình cho quá khứ nữa. Hướng tới hiện tại và tương lai thì bạn sẽ không bao giờ đau khổ và bạn sẽ chủ động được. Thì đấy chính là cái gì ạ? Các cái giải pháp liên quan tới việc cực kỳ quan trọng đấy. Và cuối cùng thì khi mà bạn muốn chủ động thì bạn phải hành động thì bạn mới chủ động. Bạn hành động và bạn lắng nghe phản hồi để rồi bạn điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy chính là những cái thứ rất quan trọng.